Chào các bác, em đang ngoại đang ứng ở một trước cửa của một nhà vườn rất là hoành tráng, Mạnh Garden nhé. Số điện thoại nó hơi lấp lấp đấy, tí tôi xin sau các bác nhé, về đi bán nha. Anh phát triển có lắm, hồi gần đào thì phát triển ưa nước rồi, nó nói ưa nước rồi nó bỏ theo nhà rất nhiều đấy. Phát triển đấy thì chuyên phi lao với tùng. Ý, thì tùng cũng kiểu thiết kế sân vườn hoàn toàn bộ rất là nghệ thuật. Đó. Này các bạn nha, khuôn viên nó đây. Cái thông được bố trí ở bên bờ cái bức cảnh. Đi làm đây kia là cây một cây tùng cối, một cây linh sam, với bên này là một cây me để ở trên cái lốp xe. Đây là một gốc phi lao rất là kỳ quái. Đây có những cái cây phi lao rất là to, rất hoành tráng các bạn. Mai chiếu thủy lao lớn. Để dưới bóng của một cây phi lao rất to. Các bác, trong nhà vườn này rất nhiều phi lao. Đó. Còn phi lao nữa. Con này chưa được cắt tỉa nhưng con này cắt tỉa rất là đẹp. Sơn liễu. Phía trong này thì nhiều cây lắm, tôi không quay được, với lại hậu trật. Thứ hai là người ta bố trí khá là dày, để quay lên các bạn khó xem. Cổ nè rất khủng, rất già. Cổ nè, các bác nhìn. Có cái cành buông, cái khủng. Em lùa vào gốc của nó nhé. Đấy, có xem nhé. Tán dài khoảng độ 2 mét, thì gốc hay ngọn. Đấy. Đường kính nó khoảng 1,5 mét. Phi lao. Rất nhiều phi lao. Chắc này rất khủng, rất đẹp. Chắc bác xem. Chắc này tôi nghĩ là rất là có giá đấy. Lũa rất kinh, rất lâu đời à. Với kỹ cây chắc này cho các bác xem nha. Một con thông đã từng đi triển lãm. Bác nhìn nhé, con nguyên biển này. Đấy, có cả số điện thoại các bác nhé.
đứng xa xa quay đứng hết đi cây này. Đó. Rất đẹp. Rất đẹp, rất già. Khá là kỹ. Bệ nhá. Đầu là bệ, trên cái chậu rất đẹp. Rất hoành tráng. Đây, mặt sau của nó đây. Tán rất đều, rất dài. Đây, phía trước nó đây. Còn là phi lao thác đổ này. Rất kỹ đấy các bác nhìn. Trung cối sang. Còn đi vào huyền nữa, trực huyền rất đẹp, rất kỹ. Cho bác xem có con thông đang để chưa cắt tỉa nhưng mà cũng khá hay. Là hán đang đá. Rất nhiều phi lạc. Một con trực quyền nữa. Đây các bác xem nào. Kia một con nữa. Còn đang xa xa kia một con nữa. Đây con nữa.